Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Map Pew. Như các bạn đã thấy ở trên màn hình là chúng ta mới tìm được một cái map parkour ở trong Lost Mango bạn ạ. Ui, ban đầu mình cứ tưởng là trong Lost Mango không có parkour đâu. Ai ngờ là cũng có bạn nhá. Đó, bạn nào biết cái parkour nào ở trong Lost Mango nữa thì đừng quên để lại bên phía dưới nhá. Mình thì mình mới tìm được cái map có tên là, thì không phải là map, gọi là chế độ chơi chứ. Chế độ chơi này có tên là Rainbow Parkour, parkour cầu vồng. Bạn ạ, nó không biết là chơi nào. Ảnh bìa trông có vẻ khá thú vị. Ok bạn ơi, rồi thì hôm nay chúng ta cùng chơi thử cái parkour cầu vồng ở trong Lost Mango này, xem là chơi nó có gì hay, nó có gì vui không bạn nhá. Rồi, đọc qua miêu tả trước đi, quyền thông tin map đọc trước đã. Vượt qua mỗi trở ngại trong mỗi giai đoạn giành điểm cao nhất, bạn cần chạy không ngừng và vượt qua tất cả trở ngại. Trông có vẻ là hay đấy bạn ơi. Rồi, ok, bấm chơi luôn. Chiến luôn bạn ơi, rồi để coi thử xem là chơi như nào bạn ơi, khá là tò mò bạn ạ. Rồi, đây rồi bạn ơi, xem là chơi như nào đây. Đang xem bên phiên bản, ok mình giảm cái tiếng game tí, mỗi lần mình vào mình phải chỉnh lại cái tiếng game bạn ạ, tôi cũng không hiểu vì sao nhưng mà mỗi lần tôi sẽ phải chỉnh lại cái tiếng game, anh em đợi tí nhá. Các bạn đợi xíu. Mình không bật được con trỏ lên à? Đây, được rồi này. Ok. Âm thanh rồi bạn ơi, rồi. Hiểu trò chơi sẽ bắt đầu sau 3, 2, 1. Ok bạn ơi. Bóc của hiểu rồi. Ok rồi, anh em nên nhớ bóc của ở trong bóc của chạm mà bị làm chậm này. Bóc của ở trong này nó khác bóc của mini world bạn nhá, là chúng ta không có không ở đây chúng ta không có xài tin đi hay là bám tường gì đấy bạn ơi. Ôi già, chúng cái gai cũng đau bạn ơi, đau cái đầu đấy. Hình như không có lưu hồi sinh luôn bạn ạ. Ấy chà chà. Rồi mình sẽ đi thôi. Này thì bơi lên được này. Hiểu. Ui, lần đầu bắt cua Tom Blood Mango còn hơi bỡ ngỡ bạn ạ. Đấy là điểm số, ai còn điểm số cơ. Nhảy. Ấy à, cái này cái gì ấy? Cái sen xanh là cái gì nhỉ? Hình như đi vào cái sen này bị làm chậm bạn ạ, giống như cái băng hay gì á, nó cứ đơ đơ của ấy. Đi dưới này mà quên bớt. Cái này là cái nảy nhớ rồi, cái này là cái nảy bạn ạ. Hiểu rồi. Điểm số 60 bạn ơi, không biết là đã ai chơi cái này chưa, đây là lần đầu tiên mình chơi cái này. Ấy ra nước, không sao vẫn đi được bạn ơi. Mỗi lần bơi ở dưới nước trong này nó không được nhanh lắm thôi, nó hơi chậm. Rồi, tiếp tục còn 60 giây. Ơi già, chơi nó có vẻ cũng ổn chứ nhở. Ôi tôi bug của trong Lost Mango thì mình cảm giác là nó chưa được nhanh lắm thôi, nhưng mà chơi được cũng được bạn á. Nó khá giống là bug của bên Minecraft á, nó kiểu chậm chậm mà nó không bám được tường bạn ạ. Kiểu như vậy, không có nhiều skill như bên Minua, như cái bám tường hay là bật tường để nhiều block. Thắng rồi này, điểm số 125. Nhảy lại để tích điểm à? Như chúng ta nhảy lại để tăng thêm điểm hay sao bạn ơi? Hiểu rồi, tức là nhảy càng nhiều thì càng là nhiều điểm bạn ạ. Ôi chết chết, không biết là kỷ lục bao nhiêu điểm nữa. Này mình cũng chưa rõ bạn ơi. Điểm tăng lên rồi này. Hiểu rồi. Điểm sẽ tăng dần lên bạn ạ. Ok, mình sẽ cố gắng đạt được nhiều điểm nhất bạn ơi. Thôi có vẻ cũng khá là ổn đấy chứ nhở. Ấy da, cứu chúng ta. Không biết là có kịp tích điểm không bạn ạ. Ôi giảm cái tích điểm đây. Ok, mình kịp rồi. 160 điểm bạn ạ. Mẹ béo đạt 160 điểm. Ok, nhưng mà không biết bảng xếp hạng nó xem đâu nữa. Victory rồi này. Ui, thảm bỏ không xếp một là do là không, phòng này không có ai bạn ạ. Nhưng mà không biết là chờ đủ người chơi. Không biết là cái này gì ấy. Bây giờ rank. Ui, cái gì mà 8.000 điểm hack à? What the... không, đây là tổng điểm bạn ơi. Đây. Hình như điểm là điểm tích lũy hay như nào nhỉ? Top 10, 210 điểm. Mình 140 điểm nó cũng được top bao nhiêu không rõ bạn ơi. Đây là toàn bộ, còn đây là tuần này, theo tuần này. Tuần này cao nhất là 995. Ui, 995 là một lượt đúng không? Hay như nào nhỉ? Hay là cộng dồn ta? Mình nghĩ là cộng dồn hay như nào mình đang chưa hiểu lắm đây.
995 là một lượt mới nhảy được từng đấy điểm hay như nào nhở? Ây, từ mình sẽ thử trên lượt nữa xem là cộng dồn không bạn nhá. Mình đang hơi tò mò, không biết là cái 995 đấy nó là như nào bạn ạ. Thực sự khá là tò mò đó. Uầy, phái trưởng 995 điểm. Really? Ảo thật đấy. Em bên né, né, bên né, né. Ok. Uầy, ảo thật nhở. Ơ, thật. Là sao có thể lên được từ 995 điểm nhở? Uầy, cái này nhảy cái gì ta? Cái này phải bơi à? Đoạn này mình chưa biết cách để có thể nhảy nhanh các bạn ạ. Cái này chắc phải tập quen dần. Ờ, mà mình thấy là bug cua trong này cũng ổn đấy. Cũng khá là ok các bạn ạ. Rồi. Hay là ông ấy dùng công cụ hỗ trợ mình là bay à? Chẳng nghe bay. Bay thì nó bị ảo ma quá bạn ơi. Chắc là không bay đâu. Bay là ảo game quá bạn ạ. Chứ làm gì chuyện lên 8.000 điểm. Mình nghĩ là chắc là cộng dồn mỗi lần chơi nhỉ. Kiểu mỗi lần chơi xong cộng dồn điểm lại bạn ạ. Chứ chơi một phát lên 8.000 điểm hay 900 điểm thì nghe chừng là hơi bị căng đấy. Ờ, 900 điểm cái map này. Tức là phải chơi tầm mấy vòng nhỉ? Mấy vòng ta, mình nghĩ phải tầm khoảng một vòng mới tầm khoảng 100 điểm hơn. 9 vòng bạn ạ. Ôi, chơi 9 vòng mới được. Bằng cách thần kỳ nên mà ông mình bắt cua được 9 vòng vậy. Tôi hỏi thật ra là có cái trích nào không nhỉ anh em nhỉ? Anh em thử tôi hỏi cái là có cách nào có thể nhảy 9 vòng trong vòng từng này giây không? Chứ tôi mà nhảy bình thường là tôi thấy là không thể rồi đấy. Chắc là ông này ông xài công cụ hỗ trợ gì đặc biệt hay như nào. Ok, mình lên này. Chỗ này đi hơi chậm thì... À đây. Rồi, à, có 40 giây nữa. Ơi, ok. Mong là lần này sẽ phá kỷ lục các bạn ạ. Không biết là có phá được kỷ lục cũ không chứ. Mong là được các bạn ơi. Cố lên. Dậu. Rồi, tiếp tục. Ây da, được rồi, xong luôn rồi. Lần này nhảy thua lần trước bạn ơi. Nhảy pha bậy quá. Ôi da, còn có 2 giây à. Chắc là có 102 điểm là cùng bạn ơi. À, cái đèo nảy này. Con chờ phục sinh với vãi trưởng nhở. Ôi, con chờ đường nào đây. Ôi thôi, mình kệ vậy. Ôi sao có lại chờ phục sinh nhở. Ôi ảo thật đấy, mình nhớ máu mình còn nhiều mà ta. Ok, kệ vậy. Rồi, để coi xem điểm nó cộng dồn các bạn nhá. Ờ, ok. Rồi, lần này bớt ít điểm hơn này. Để mình kế tiếp mới bấm bừa đi. À, nó có cộng dồn điểm bạn ơi, nó cộng dồn này. À, điểm nó cộng dồn lại bạn ạ. Tức là sau lượt chơi tiếp theo mình sẽ được cộng thêm. Điểm số của tôi này 180 này. À, hình như tức là mỗi lần chơi nó sẽ cộng dồn lại bạn ạ. Hiểu rồi. Mình tưởng ông mình nhảy kiểu gì một phát 900 điểm nó là kinh quá bạn ạ. Ok. Thì nói chung là parkour này mình thấy là chơi cũng ổn đấy chứ nào. Ở đây có một cái phòng chờ từ. Mình đi review phòng chờ đã. Ờ, ở đây là có kệ sách này. Bên này là kiểu như chỗ ngồi thôi các bạn ạ. Nó bình thường thôi. Tôi có mạng nhện đâu này. Ôi giống bên Minecraft ấy. Bên này mấy cái nhà xung quanh các thứ. Nhìn chung là map này mình thấy là chơi cũng ổn. Ô cái phòng từ đây parkour đâu ấy. Ô, khoan đã, tôi có thể. Tôi muốn ao ra phòng chờ được không? Ơ, giờ làm sao để ao ra phòng chờ nhỉ? Ê, tôi hỏi tới bây giờ làm sao để ao ra phòng chờ ra? Phát trò chơi... À, không được. Ô, mình sẽ vào lại thử đi. Phát trò chơi là nó văng hẳn ra bên ngoài luôn các bạn ạ. Ok. Tôi muốn coi thử lại cái phòng chờ bạn ơi. Cái phòng chờ mình thấy có đường bắt cua không biết đi đâu bạn ạ. Để thử lại anh em ơi. Đang rô. Đây. Mình thấy... Ơ kìa, tôi không bắt đầu đâu. Thôi. Tôi đi thử cái đường bên này này. Lên thử chỗ này bạn ạ. À ui, bóc qua phòng khác này. Ôi chà, ok rồi. Trông có vẻ là cũng khá là thú vị bạn ạ đấy. Mắt này thì nhìn chung là nó cũng chỉ này thôi đấy. Nhảy xong rồi nhảy hết nhảy lược lại đấy. Xong rồi tích điểm bạn ạ. Nhảy đến đâu tính điểm đến đấy. Đó. Không biết là kỷ lục một lượt nhảy là bao nhiêu điểm thì tôi không rõ. Mà anh em có thể nhảy tích điểm dần bạn nhá. Đấy. Mắt này thì mình nghĩ là cũng được. Bạn nào biết có mắt bóc cua nào thú vị hơn nữa thì đừng quên để lại bình luận phía dưới bạn ạ. Đấy, tức là mỗi lần điền đây sẽ được tích điểm bạn ạ. Đấy, chạm mất máu này. Ok, nói chung là cứ nhảy thôi. Mình cứ tưởng là nó phải dài lắm cơ, mình cũng không dài lắm bạn ạ. Thôi, mình chắc là video xin phép được kết thúc ở đây. Bạn có cái lòng gì muốn mẹ kéo là dùng đấy thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.